Xin chào, mình là Việt Mỹ, mình đến từ Đà Nẵng. Năm nay mình 24 tuổi. Để được như hiện tại, với mình nó là cả một quá trình chuyển mình không ngừng. Sau khi học xong cấp 2 thì mình nghỉ học, mình cũng học thêm khá là nhiều nghề như là nghề may. Rồi sau đó mình làm bảo vệ giữ xe trong một trường đại học. Có một ngày mình đi dạo trên một con đường, mình tình cờ gặp mấy anh họa sĩ đang ngồi ký họa cho khách du lịch. Lúc đó mình thấy khá là thích thú. Lúc đó thấy mấy ảnh vẽ một bức tầm 15 đến 20 phút mà kiếm được thu nhập bằng mình làm vài ngày. Mình không nghĩ nghề vẽ tranh có thể kiếm được nhiều tiền đến như thế. Và mình bắt đầu tự mày mò và chuyển mình trở thành một họa sĩ đường phố. Ban đầu mới theo nghề vẽ thì mình khá là áp lực. Mình cũng dần quen với nó vì được làm một công việc yêu thích. Sau khoảng một thời gian làm nghề vẽ, cái nghề vẽ nó bị bão hòa, lượng khách dần dần giảm xuống. Mức thu nhập của mình không được ổn định như trước nữa. Nên mình quyết định chuyển sang nghề thợ xăm. Xui một cái là mình mở ra đúng ngay mùa Covid-19, như tháng nào cũng lỗ. Lúc này mình có lướt TikTok và vô tình xem được một vài video vẽ tranh có khá là nhiều người quan tâm đến. Mình mới nghĩ mấy kỹ thuật vẽ này đối với mình khá là dễ, sao mình không thử vẽ và đăng lên xem sao. Và đây có lẽ là bước chuyển mình mà mình không thể nào quên được trong đời. Ban đầu những video mình chỉ vẽ theo một thể loại đơn giản, vẽ chibi. Nhưng sau khi đăng lên những video đầu tiên thì khá là ít người xem. Thì mình mới chợt nhận ra rằng nếu mình bắt chước theo người khác thì sẽ chỉ mãi là người đi sau. Khi đó mình tự nhủ sao không bắt đầu từ sở trường vẽ chân dung của bản thân và phát triển nó trên TikTok. Nên mình đã chuyển sang những cái kỹ thuật với thể loại vòng tròn, vẽ chữ chồng chữ, rồi nét rối, những bức tranh như là Di, Trấn Thành, Sơn Tùng, Chóc Đen và nhiều nghệ sĩ khác. Lúc đó cái lượt xem của mình nó khá là đổi trội so với trước. Và lần này không chỉ là sự chuyển mình mà là một bước ngoặt lớn. Để đạt được con số trên 1 triệu follow trong vòng 6 tháng thì thứ nhất là sự kiên trì, thứ hai là phải nắm bắt cơ hội, cho vào đó những sự sáng tạo riêng của mình. Không quan trọng bạn là ai, chỉ cần bạn không ngừng trau dồi và chia sẻ những điều có giá trị đến cộng đồng thì bạn sẽ luôn được chào đón. TikTok quả thực là một bệ phóng, là một bước đệm cho hành trình nuôi dưỡng ước mơ đối với những người trẻ như mình. Và mình biết mình sẽ chưa dừng lại. You start on TikTok.